Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Phó Tổng thống Joe Biden đã dễ dàng giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Donald Trump tại bang Virginia với 10% phiếu bầu cách biệt. Tuy nhiên, trong cuộc chạy đua chức thống đốc mới đây, một ứng viên Cộng hòa đã giành chiến thắng trước vị thống đốc kỳ cựu của đảng Dân Chủ, cũng là một người bạn lâu năm của Tổng thống Joe Biden. Điều gì đã khiến gió đột ngột đổi chiều như vậy? và nó có tác dụng như thế nào và tác động như thế nào đến tương lai Đảng Dân chủ nói chung và tổng thống Joe Biden nói riêng, nhất là khi kỳ bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ 2022 đang đến gần. Xin mời quý vị cùng theo dõi tiêu điểm thế giới cùng FBC về trao đổi về vấn đề này ngay sau đây. Tuy nhiên trước hết thì chúng ta cùng bỏ ra ít phút để nhìn lại cuộc đua tại bang Virginia vừa qua. Công viên Arlington là quê hương của tướng Robert Lee huyền thoại, cũng là nơi đặt nghĩa trang quốc gia ngay trên bãi cỏ phía trước nhà ông. Khu vực này từ lâu được xem như phần mở rộng của thủ đô Washington, chứ không phải thuộc bang Virginia. Điều đó giúp Tổng thống Joe Biden có thể dễ dàng qua lại giữa Nhà Trắng và bên kia sông Potomac để vận động cho cuộc đua giành chức thống đốc bang Virginia sôi nổi suốt mấy tháng qua. Thật khó xử nếu ông không làm vậy, bởi nhiều quan chức cấp cao đảng Dân Chủ đã đến Virginia, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh ghế thống đốc giữa ông Terry McAuliffe và cựu doanh nhân Glenn Youngkin diễn ra vô cùng hồi hộp. Bên cạnh đó, ông Terry cũng là người bạn thâm niên gần 40 năm của Tổng thống Joe Biden. Virginia là bang có truyền thống ủng hộ đảng Dân Chủ. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ông Joe Biden đã dễ dàng giành chiến thắng trước đương nhiệm tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump với 10% phiếu bầu cách biệt. Trong cuộc đua lần này, ứng viên Dân Chủ Terry McAuliffe, một người có kinh nghiệm chính trị dày dặn từng là chủ tịch ủy ban quốc gia đảng dân chủ và cũng là thống đốc Virginia một nhiệm kỳ với người dân Virginia, ông Cherry là nhân vật quá đổi quen thuộc. Ngược lại, ông Glenn Youngkin trước năm 2021 gần như không mấy ai ở Virginia biết tới. Có lẽ một số trong giới kinh doanh biết ông trong vai trò CEO của tập đoàn Kala Group chuyên về quản lý tài sản trước năm 2020. Ông cũng mới công bố ý định chạy đua chức thống đốc Virginia từ đầu năm 2021. Những bộ óc lạc quan đã tin tưởng chắc chắn rằng một người mới như vậy thì khó lòng mà hạ bệ được một tượng đài. Tuy nhiên, tất cả đã sững sờ khi kết quả kiểm phiếu, ông Glenn Youngkin giành chiến thắng với 2% phiếu bầu cách biệt. Cựu thống đốc Terry McAuliffe cũng là đối thủ trong cuộc đua đã thừa nhận thất bại và lên tiếng chúc mừng ông Youngkin ngay sau đó. Ông nói, chúc mừng thống đốc đắc cử Glenn Youngkin với chiến thắng lịch sử này, Tôi hy vọng người dân Virginia sẽ cùng với tôi mong những điều tốt đẹp nhất đến với ông và gia đình. Chúc ông hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Kamala Harris cũng không giấu được vẻ bất ngờ. Bà nói với các phóng viên tại đồi Capitol. Chúng tôi đã ủng hộ hết mình cho ứng viên Terry McAuliffe. Hy vọng ông ấy sẽ trở thành một thống đốc tuyệt vời. Tuy nhiên, kết quả của cuộc bầu cử công bằng vừa qua đã không như mong đợi. Chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng tới vị thống đốc mới đắc cử. Ông Johnkin sau đó cũng nhận được hàng loạt các sự chúc mừng khác từ cả hai đảng dân chủ và cộng hòa. Thượng nghị sĩ Rand Paul viết trên Twitter: "Tôi rất tự hào được ủng hộ ông Glenn Youngkin. Chiến thắng của ông ấy là tín hiệu tốt lành để chúng ta tiếp tục theo đuổi lý tưởng tự do cá nhân, cũng như cha mẹ là những người có tiếng nói trong việc giáo dục và quyết định tương lai con em họ." Thượng nghị sĩ Tom Cotton thì viết: "Xin chúc mừng Glenn Youngkin, Win Sears và Jason Miras về chiến thắng lớn này." người dân Virginia sẽ được hưởng lợi từ sự lãnh đạo của họ. Xin cảm ơn Tổng thống Biden và Bộ trưởng Tư pháp Garland đã hỗ trợ khi cho rằng quan tâm tới giáo dục trẻ em từ các bậc phụ huynh giống như những kẻ nổi loạn. Ai có thể dự đoán được kết quả này cơ chứ? Cựu phó tổng thống Mike Pence, người đang có ý định chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024, cũng thổ lộ. Xin chúc mừng thống đốc Glenn Youngkin và chiến thắng lớn lao này. Ông sẽ phục vụ người dân Virginia tốt hơn với các tư tưởng bảo thủ những người dân virginia chăm chỉ sẽ được hưởng lợi từ điều này trào lưu bảo thủ đã quay trở lại virginia có thể nói chiến thắng tại bang Virginia của ứng viên Cộng hòa Glenn Youngkin trước thống đốc Terry McAuliffe cũng đồng nghĩa với thất bại của Tổng thống Joe Biden và đảng Dân Chủ. Nhìn lại gần một năm qua, thì có thể thấy những điều Tổng thống Joe Biden làm được với nước Mỹ là không ít, như ông đã tăng được tỷ lệ tiêm chủng, tái kết nối nước Mỹ với châu Âu, hình thành liên minh kiềm chế Trung Quốc hay thúc đẩy các chương trình chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, thì người Mỹ cũng có những lý do khác để họ không hài lòng về vị Tổng thống lớn tuổi nhất của mình. Khi Tổng thống Joe Biden xuất hiện để vận động tranh cử cho ông Terry McAuliffe, những đám đông nhỏ vây quanh ông. Tuy nhiên, ở bên kia đường, các hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Tiệm bánh vẫn làm việc, cửa hàng thời trang vẫn mở cửa và phương tiện giao thông vẫn di chuyển như không hề có sự xuất hiện của vị Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Khi được các phóng viên hỏi về sự đồng hành của Tổng thống Joe Biden, một số cư dân thờ ơ, một số khác nói họ không có ý kiến. Một viên chức trong trang phục văn phòng thì miễn cưỡng nói rằng sự xuất hiện của ông ấy là không quan trọng chỉ duy nhất một y tá gốc Ấn Độ ca ngợi tổng thống vì chính sách hỗ trợ các bệnh viện của ông ấy trong thời gian COVID-19 hoành hành. Theo nhiều cuộc thăm dò gần đây, mức ủng hộ dành cho ông Biden đang giảm sâu, từ 56% khi mới nhậm chức, tụt xuống 40% ở thời điểm hiện tại. Sự sụt giảm trong năm đầu cầm quyền cũng diễn ra ở những người tiền nhiệm như ông Barack Obama hay ông Donald Trump. Tuy nhiên sau đó họ có cách thức riêng để vực dậy phần nào. Hiện tại với Tổng thống Joe Biden, khó khăn vẫn đang bổ vây. COVID-19 diễn biến phức tạp, sự chia rẽ giữa người đã tiêm và không chịu tiêm vaccine ngày một nhiều. Theo một số thăm dò, người dân không hài lòng với chính quyền của đảng Dân Chủ ở năm khía cạnh và họ đã trúc giận bằng cách bỏ phiếu cho một ứng viên Cộng hòa trong cuộc đua tại bang Virginia. Thứ nhất, nhiều cử tri phản đối phong tỏa, phản đối tiêm chủng bắt buộc và phản đối đeo khẩu trang bắt buộc. Nhóm người này chiếm tỷ lệ thấp khoảng 20%. Tuy nhiên, trong những kỳ bầu cử thì con số trên đủ sức làm thay đổi cả một cuộc chơi. Những người phản đối thì phản đối mạnh mẽ, những người ủng hộ thì xem các chính sách đó là điều đương nhiên nên họ cũng không quá ấn tượng. Thứ hai, người da đen ít đi bỏ phiếu, khác với cuộc đua vào nhà trắng năm 2020 khi người da đen ủng hộ Đảng dân chủ đi bầu cao, năm nay viễn cảnh về một nền kinh tế bế tắc và chưa tìm ra lối thoát đã khiến nhiều người lười đến những thùng phiếu. Thứ ba, tổng thống Biden có không ít điểm trừ hàng loạt các rắc rối như thất bại ở Afghanistan, khủng hoảng ở biên giới phía Nam hay lạm phát do giá năng lượng tăng cao đã khiến nhiều cử tri vỡ mộng về viễn cảnh xây dựng một nước Mỹ vững mạnh và đoàn kết mà đảng Dân Chủ đưa ra trước kỳ bầu cử 2020. Thứ tư, Tổng thống Biden ủng hộ một số quan điểm gây tranh cãi trong giáo dục. Ứng viên Terry McAuliffe từng cho rằng các bậc cha mẹ không nên can thiệp vào việc nhà trường dạy gì cho con em họ. Một số vụ bạo lực diễn ra trong trường học cũng khiến nhiều phụ huynh bất an. Trong khi đó ông Yankin ủng hộ việc phụ huynh có tiếng nói về việc con em họ được dạy gì ở trường. Thứ năm COVID-19 đang làm đứt gãy nhiều chuỗi cung ứng, nhất là từ châu Á. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động sản xuất của Mỹ. Giá cả leo thang, nhất là xăng dầu đang khiến cho gia đình Mỹ phải bỏ ra tiền túi nhiều hơn. Họ đổ lỗi điều này do sự yếu kém của chính phủ. Tại những cuộc vận động tranh cử ở công viên Arlington bang Virginia vừa qua, Tổng thống Biden đã mắc một sai lầm lớn khác là chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump. Ông nói: "Tôi đã tranh cử để chống lại ông Donald Trump và bây giờ ông Cherry McAuliffe đang tranh cử để chống lại một đồng minh của ông Trump." Những điều Tổng thống Biden đề cập gần như là vô nghĩa vì người Mỹ quan tâm đến các vấn đề bức xúc trước mắt như kinh tế và an sinh xã hội bởi hơn một năm qua, họ đã quá mệt mỏi với Covid-19. Họ không còn để ý tới ông Trump và những tai tiếng xung quanh ông ấy nữa. Vì các lãnh đạo Mỹ bị mất điểm trong năm đầu tiên nhậm chức là điều thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, nếu Tổng thống Biden không đảo ngược được xu thế hiện nay, thì cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào năm 22 khả năng cao là đảng Dân Chủ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Một số dự đoán cho thấy họ sẽ mất quyền kiểm soát cả hai viện quốc hội. Khi đó, đảng Cộng Hòa có thể khóa chặt bất kỳ dự luật nào chính phủ muốn thông qua. Cơ hội cho Tổng thống Biden sẽ ngày càng mong manh, không chắc ông có thể vượt qua nhiệm kỳ hiện tại một cách thành công, chứ chưa đã đến viễn cảnh tranh cử nhiệm kỳ 2. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là những dự đoán, con đường vẫn còn rất dài ở phía trước. Sau khi trở về từ chuyến đi dài ngày tới châu Âu để tham dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26, chưa kịp nghỉ mệt thì Tổng thống Joe Biden nghe tin dữ từ Virginia. Ông hiểu rằng đây là chỉ dấu cho thấy nội các của ông cần làm nhiều hơn nữa. Kết quả vừa rồi cho thấy người dân muốn chúng tôi làm nhiều hơn và phải hoàn thành nhiệm vụ. Đó là lý do vì sao chúng tôi đang nỗ lực để thúc đẩy đảng Dân Chủ thông qua gói ngân sách cơ sở hạ tầng và thực thi kế hoạch Build Back Better. Người dân đang buồn bã, họ cảm thấy mọi thứ đều không chắc chắn. Từ Covid-19, trường học, việc làm đến giá cả năng lượng, các lĩnh vực trải rất dài. Đó là lý do các bạn sẽ nhìn thấy chúng tôi làm việc mạnh mẽ hơn, mọi thứ sẽ được hoàn thành. Ngay sau phát biểu của Tổng thống Joe Biden, đảng Dân Chủ đã thúc đẩy việc đàm phán để thông qua gói ngân sách cơ sở hạ tầng. Sau nhiều phen trắc trở vào ngày 5 tháng 11 vừa qua, Hạ viện đã chính thức thông qua với 228 phiếu thuận và 206 phiếu chống. Có 13 dân biểu Cộng hòa ủng hộ và 6 dân biểu Dân Chủ phản đối. Đây được xem là tín hiệu tích cực đầu tiên trong nỗ lực gây dựng lại hình ảnh. Với tình thế hiện tại, có thể gói ngân sách này sẽ tiếp tục được Thượng viện thông qua và đến thẳng Tổng thống Biden ký để có hiệu lực. Trong khi Quốc hội họp bàn về các gói tài chính trở lại tình hình bang Virginia, ông Glenn Youngkin đã có cuộc gặp với thống đốc đương nhiệm của đảng Dân Chủ Ralph Northam để trao đổi về quá trình chuyển giao. Thống đốc Northam đã dành những lời chúc mừng đồng nhiệt tới ông Youngkin. Ông nói, Tôi mong đợi được gặp ông Youngkin cùng phu nhân để trao đổi về những công việc chúng ta sẽ làm, cũng như còn gian dở. Phát biểu với các phóng viên khi đi cùng thống đốc Northam, ông Youngkin cũng nói, Hôm nay là ngày bắt đầu của tình bạn giữa chúng tôi. Tôi biết ơn điều đó. Điều quan trọng là chúng tôi có cùng mục tiêu, cùng dự định và cùng sự cống hiến cho Virginia. Chúng tôi cũng có cùng con đường để phát triển tình bạn trong tương lai. Ngay sau chiến thắng của ông Youngkin, các đảng viên Cộng hòa tin rằng có thể họ đã tìm ra công thức giành chiến thắng. Mục tiêu quan trọng nhất là hướng tới đợt bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ 2022. Công thức này đơn giản hơn so với các chuyên gia tưởng tượng. Đó là kiên định tư tưởng bảo thủ, bám sát các vấn đề nóng bỏng của đất nước và giữ một khoảng cách nhất định với cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Keith Norton, một cựu quan chức đảng Cộng hòa nhận định, Tôi nghĩ là họ đã tìm ra được vấn đề và công thức để tiếp tục tiến lên phía trước. Đó là nhấn mạnh với cử tri những điều họ đang quan tâm, chứ không phải mơ mộng xa vời. Họ muốn tương tác về những điều cử tri mong đợi. Trong cuộc họp giữa các thành viên bảo thủ của Đảng Cộng hòa ở Hạ viện ngày 4 tháng 11, nghị sĩ Jim Banks từ bang Indiana cho biết, ông Glenn Youngkin là một hình mẫu để học hỏi theo, phát triển lợi thế và rút kinh nghiệm từ những điều thiếu sót. Ông nói, thống đốc đắc cử Youngkin đã làm Đảng Cộng hòa sống lại ở Virginia, tầng lớp lao động khu vực ngoại ô, người di cư, sinh viên đại học và cả giới tinh hoa đều quan tâm tới những vấn đề ông ấy đề cập. Ông ấy tiếp nhận sự ủng hộ của cựu tổng thống Trump nhưng không làm cử tri cảm thấy quá gần gũi. Hiện tại, đảng Cộng Hòa chỉ cần đảo ngược 5 ghế ở Hạ viện và một ghế ở Thượng viện là có quyền kiểm soát cả hai cơ quan lập pháp này. Theo một số cuộc thăm dò, nếu cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm hiện tại, đảng Cộng Hòa thậm chí có nhiều hơn số ghế đó. Khi điều này thành hiện thực, các kế hoạch gây tranh cãi của Tổng thống Joe Biden như gói tài chính cơ sở hạ tầng vừa được thông qua một cách vội vã sẽ gần như không có cửa đi tiếp. Những năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Biden là vô cùng gian nan và không chắc ông có thể kết thúc trong thành công hay không, chứ chưa nói đến việc tranh cử nhiệm kỳ 2. Tuy nhiên ông Biden cũng có một thế mạnh đó là dễ dàng trong đàm phán để tìm sự đồng thuận với các nghị sĩ đảng đối lập. Ông đã nhiều lần thành công trong việc tìm được sự đồng thuận như vậy trong hơn 30 năm làm thượng nghị sĩ cũng như một thời gian dài làm chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện vâng kính thưa quý vị đến đây thì chương mục tiêu điểm thế giới của kênh truyền hình fbnc tuần này xin được khép lại thay mặt những người thực hiện chương trình phi yến xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau